Giang Dữ Bân đưa cho Như Ý gói thuốc có thể trị được bách bệnh, nhờ nó mà nàng có thể thuận lợi ra khỏi lãnh cung. Hải Lan mắc bệnh khi đang mang thai tháng thứ 6, chứng bệnh so với chứng bệnh ngày trước mà Nghi Tần và Mai Tần mắc phải không khác gì nhiều. Lúc đầu, nàng chỉ béo phì một chút vì lần đầu mang thai, cho nên cứ nghĩ rằng đó là phù thủng. Nàng uống rất nhiều canh bí chữa phù thủng nhưng vẫn không thấy khởi sắc. Lúc đó nàng mới biết mình đã mập lên rất nhiều. Lúc đầu trên người nàng chỉ xuất hiện một vết sắc hồng phấn trên da. Nàng không để ý cho đến khi xuất hiện cái thứ hai, thứ ba và vô số cái thì nàng mới kinh hoảng khóc rống lên. Nàng còn chưa kịp khóc nhiều thì lại phát hiện miệng nàng xuất hiện lở loét, thân thể nóng lên, tim đập nhanh bất an. Hơn nữa ban đêm đi ngủ gặp nhiều ác mộng. Nàng bối rối quá mới mời Mai Tần tới xem. Gương mặt Mai Tần kinh sợ thất sắc, mang theo ý tứ hàm xúc. Lúc đó tâm tình hoàng đế cũng đã khá lên, thịnh sủng thư quý nhân rất nhiều, ít qua lại với Tần Phi hậu cung. Hoàng đế nghe thấy Hải Lan bị bệnh, vội vàng cùng thư quý nhân đến Diên Hy cung. Hải Lan khóc lóc nức nở, sợ hãi giữ chặt tay Mai Tần không buông. Mai Tần cũng đang xúc động, hai người cứ nhìn nhau là rơi lệ, thương tâm không thôi. Kể từ sau khi Gia Tần sinh hạ Tứ A Ca, hoàng đế cho rằng mọi chuyện đều đã an bình, chỉ đang ngóng trông Hải Lan có thể sinh tiếp một A Ca, cũng dần quên đi chuyện hài tử của Nghi Tần và Mai Tần bị hãm hại năm đó. Ai ngờ chuyện đó lặp lại ở Diên Hy cung, đám thái y thay phiên nhau chẩn mạch. Vẻ mặt thái y khó coi đến cực điểm nói: "Bẩm hoàng thượng, Hải quý nhân đúng là đã bị trúng độc chu sa và thủy ngân, đủ loại dấu hiệu giống như triệu chứng mà Mai Tần nương nương và Nghi Tần nương nương ngày đó. May mà Hải quý nhân cẩn thận, phát hiện được sớm cho nên mọi thứ đều không có trở ngại gì." Đám thái y thay phiên nhau kiểm tra cẩn thận, nghiệm đi nghiệm lại rồi bẩm báo: "Hoàng thượng, vi thần đã kiểm tra ẩm thực và ngọn nến kháng hỏa mà Hải quý nhân thường dùng. Người này lại dùng thủ pháp hãm hại long thai Hải quý nhân giống với thủ pháp năm đó hãm hại long thai của hai vị nương nương, Mai Tần và Nghi Tần. Cũng may thời tiết vừa mới chuyển lạnh, sử dụng kháng hỏa chưa nhiều, mà Hải quý nhân lại không thích ăn tôm cá, ăn lại ít, cho nên độc tính vẫn chưa ăn sâu vào trong, chỉ mới ảnh hưởng tới ngoài da mà thôi." Hoàng đế cầm lòng không được, nắm chặt tay Hải Lan đang sợ hãi không ngừng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, trẫm đã đến đây rồi." Thần sắc Mai Tần thập phần kích động, khuôn mặt đỏ bừng như máu. "Là ai? Là ai muốn hãm hại chúng ta?" Nàng quỳ xuống, nắm chặt bào phục hoàng đế khóc lóc nói: "Hoàng thượng, có phải là Ô Lạp Na Lạp Thị không ạ? Có phải nàng ta lại hãm hại người không ạ?" Thần trí Hải Lan tỉnh táo rưng rưng nói: "Hoàng thượng, Ô Lạp Na Lạp Thị vẫn còn đang ở lãnh cung, nhất định không phải là nàng ấy." Thư quý nhân nói: "Hoàng thượng, thần thiếp từng nghe nói ngày đó Ô Lạp Na Lạp Thị dùng độc hãm hại long thai Nghi Tần và Mai Tần, cho nên đã bị phế vào lãnh cung. Nếu đã như vậy, thì sao bây giờ có người lại dùng thủ pháp năm xưa của nàng ấy mà độc hại người bên ngoài chứ? Có hay không ngày đó, Ô Lạp Na Lạp Thị có đồng mưu ở lại trong cung, hay là Ô Lạp Na Lạp Thị bị oan uổng, cho nên cái người chân chính đã hãm hại người khác đang đắc ý thủ pháp đó, mà cho nên bây giờ lại dùng đến để mưu hại hoàng tử? Hoàng thượng, nếu không điều tra rõ việc này, chỉ sợ sau Mai Tần, Nghi Tần và Hải quý nhân thì sẽ còn có rất nhiều Tần Phi khác bị hãm hại thôi ạ." Thư quý nhân không hay lui tới với đám Tần Phi, lúc này lại dùng lý lẽ êm tai suy luận, chỉ là không quan tâm đến xung quanh mà mặc nhiên nói ra ngữ khí thanh lãnh. Lý Ngọc hầu hạ bên cạnh hoàng đế nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, nô tài nhớ rõ, ngày đó có đầy đủ nhân chứng vật chứng, tố cáo Ô Lạp Na Lạp Thị dùng thủy ngân và chu sa mưu hại hoàng tử. Lúc đó nàng ấy liều mạng kêu oan, chỉ là nhân chứng vật chứng đầy đủ, phản bác không được. Bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự nàng ấy bị oan, chẳng phải kẻ chân chính mưu hại hoàng tử kia đang đắc ý lắm sao? Nô tài nghĩ đến mà kinh sợ." Mai Tần trầm ngâm một lát, mở to hai mắt nói: "Hoàng thượng, ngày đó thần thiếp luôn nghĩ Ô Lạp Na Lạp Thị mưu hại hài tử thần thiếp, nhưng hôm nay thấy được bộ dáng Hải quý nhân thì thần thiếp nghĩ Ô Lạp Na Lạp Thị thật sự bị oan uổng.
nàng khóc lóc bi thương không thôi. Hoàng thượng, Ô Lạp Na Lạp Thị bị oan thì cũng không quan trọng lắm, mà là hoàng tử hàm oan mà chết, hoàng thượng không thể không lưu ý. Hải Lan cũng rơi lệ không thôi, khóe môi nàng lở loét, mỗi khi nói chuyện đều phát ra âm thanh ti ti mà đau đớn, người khác nghe thấy liền phát lạnh. Hoàng thượng, nếu ngày đó Ô Lạp Na Lạp Thị có đồng mưu thì nàng ấy không phải một mình đi đến lãnh cung. Vì vậy có thể thấy được, chắc chắn có người khác chủ mưu, thủ pháp lại thành thạo như thế. Nhưng mà, nàng chần chờ một lát, thần thiếp không thể không thấy nghi ngờ. Ngày đó nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, người khác thì thôi đi, nhưng thần quý nhân lúc đó là thị tỳ A Nhược ngày xưa hầu hạ Ô Lạp Na Lạp Thị. Lời của muội ấy không thể khiến người khác tin được, cho nên việc này thật giả thế nào cũng không biết được. Mai Tần vốn không thích cái bộ dáng khinh cuồng của A Nhược sau khi nhận được sủng ái, cho nên nàng khẽ hừ một tiếng và không nói gì. Thư quý nhân lạnh lùng nói, thần quý nhân phản bội chủ tử mới được tấn phong lên làm quý nhân, có thể thấy được phẩm tính không phải tốt đẹp. Nếu Ô Lạp Na Lạp Thị thật sự bị oan, xem ra có chủ mưu mua chuộc thần quý nhân không chừng. Lời này vừa nói ra khiến mọi người bừng tỉnh, Mai Tần lập tức biến sắc nói, hoàng thượng, thần quý nhân thật sự khả nghi, không thể không tra xét. Hoàng đế nhẹ nhàng à lên một tiếng, phảng phất như không nghe được những lời này, chỉ thay Hải Lan sửa lại cái chăn trên giường, hòa nhã nói, nàng an tâm tịnh dưỡng đi, trẫm sẽ phái thái y tốt nhất của thái y viện đến chăm sóc nàng, đừng suy nghĩ miên man nữa, mọi chuyện cứ giao cho trẫm là được. Hoàng đế đứng dậy, nhìn hai mắt đẫm lệ của Mai Tần dịu dàng thấm thiết nói, đã thương tâm nhiều năm như vậy rồi, đừng khóc nữa, mà làm ảnh hưởng đến đôi mắt, mau hồi cung nghỉ ngơi đi, thư quý nhân, nàng cũng quay về đi. Hoàng đế dứt lời, Lý Ngọc liền nâng tay hoàng đế đi ra ngoài, ngồi lên liễn kiệu quay về dưỡng tâm điện. Lý Ngọc biết rõ tính tình hoàng đế, lệnh cho mọi người lui xuống. Hắn tự tay rót ra một ly trà nóng đặt ở trong tay hoàng đế, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, hãy uống chút trà để nguôi giận ạ. Hoàng đế bưng chén trà lên, cười lạnh một tiếng, nguôi giận sao, hậu cung của trẫm náo nhiệt, loạn xạ bát nháo như vậy, ngay cả một đứa nhỏ cũng không dung tha, trẫm không đủ sức để xem náo nhiệt, thì sao còn nổi giận chứ. Lý Ngọc sợ tới mức không dám nói gì, hoàng đế đem ly trà uống cạn, khí tức cũng dần giảm xuống nói, hải quý nhân bị người khác hạ độc, ngươi hãy thay trẫm truyền chỉ xuống, đem toàn bộ chứng cứ đã đổ oan cho Như Ý năm đó, tra xét kỹ lại lần nữa. Lý Ngọc đáp dạ, lại khó xử nói, nhưng trong đó có thần quý nhân nữa ạ. Hoàng đế trầm ngâm, lại nghe Từ An thái giám kính sự phòng bên ngoài muốn thỉnh an. Lý Ngọc nhắc nhở nói, hoàng thượng, lại đến lúc lật bài thử rồi, hoàng thượng nếu đã thấy phiền lòng không vui, thì hôm nay cũng đừng lật nữa. Hoàng đế liền nói, thôi, cho hắn vào đi. Từ An đem bài thử tiến vào, cung kính quỳ xuống nói, nô tài cung thỉnh hoàng thượng lật bài thử ạ. Ngón tay hoàng đế lướt qua lục sắc bài thử, cũng không chút ngừng lại, dường như hắn thuận miệng nói, bài thử của Nhàn Phi lúc trước. Từ An vội nói, Nhàn Phi bị phế làm thứ dân, cho nên bài thử của Nhàn Phi đã sớm lấy xuống rồi ạ. Hoàng đế nhẹ nhàng à lên một tiếng, vậy muốn làm lại một bài tử mới thì mất bao nhiêu thời gian? Rất nhanh thôi ạ. Từ An vội cười xòa, ngẩng đầu dò xét thần sắc hoàng đế, chớp mắt hỏi, ý của hoàng thượng là muốn làm lại bài tử của Nhàn Phi sao ạ? Hoàng đế lắc đầu nói, trẫm chỉ là thuận miệng nói thôi. Ngón tay hắn dừng lại ở bài tử mang chữ thần quý nhân, rồi nhẹ nhàng lấy bài tử ra. Lý Ngọc chợt cười lành lành nói, mấy hôm nay hoàng thượng cũng chưa gặp thần quý nhân. Hoàng đế nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ miễn cưỡng nói, đúng vậy, mấy ngày nay trẫm đều đến trữ tú cung của thư quý nhân, mưa móc ban đều lục cung cũng là điều lẽ phải, thôi hãy đến thần quý nhân đi. Lý Ngọc có chút khó hiểu, hoàng thượng vừa mới lệnh cho nô tài đi tra xét chuyện liên quan đến Nhàn Phi nương nương năm đó, như vậy thần quý nhân. Hoàng đế thản nhiên nói, nô tài là nô tài, thần quý nhân là thần quý nhân. Hắn suy nghĩ rồi nói, A Mã của thần quý nhân có công trị thủy, năm nay hắn lại lập công trị thủy. Nếu các quan viên phía nam biết được cách trị thủy, thì trẫm cũng giảm đi biết bao nhiêu tâm tư. Lý Ngọc cười nói, không phải hoàng thượng đã lệnh cho A Mã thần quý nhân viết ra cách trị thủy rồi sao? Hôm nay quyển sách cách trị thủy cũng đã đặt ở trên bàn hoàng thượng vẫn chưa xem qua. Hoàng đế chợt mỉm cười nói, trẫm rồi sẽ xem, ngươi đi nói cho thần quý nhân chuẩn bị tiếp giá đi.
Lý Ngọc khom người cáo lui. Hoàng đế đi tìm trong đống tấu sớ chất cao như núi, liền thấy một bản trị thủy. Hắn cẩn thận lật xem hai trang, khóe môi xuất hiện một chút cười nhẹ, vô thanh vô tức nắm chặt trong tay. Mấy ngày sau, hoàng đế đều nghỉ ngơi ở trong cung A Nhược. Thư quý nhân nhất thời bị chịu lạnh lẽo, ai ai cũng thấy thần quý nhân thiên vị thâm hậu, đúng là phúc phận khó gặp. Mặt khác trong cung có lời đồn truyền ra nói, hoàng đế đã nhắc tới Nhàn Phi, e là muốn đưa Nhàn Phi ra khỏi lãnh cung. Tin tức truyền đến lãnh cung, Như Ý chỉ mỉm cười nói, thật sự có lời đồn như vậy sao? Giang Dữ Bân mỉm cười nói, lời đồn đãi tụ tán trong cung, tất nhiên sẽ có người để ý. Ta đây chẳng phải đã thê thảm lắm rồi sao? Sao còn lại bị cuốn vào thị phi hậu cung nữa chứ? Giang Dữ Bân lạnh nhạt cười nói, thị phi chưa từng rời bỏ nương nương sao? Không chừng càng thê thảm thì càng có con đường sống. Hắn lấy ra trong hòm thuốc một túi thuốc nhỏ và đưa cho nàng. Đây là túi thuốc trị bách bệnh, nương nương nên dùng thử một lần đi. Như Ý mỉm cười tiếp nhận, đa tạ ngươi.